Vâng, xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Rất vui mừng gặp lại các bạn. Và trong video ngày hôm nay thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green chia sẻ các bạn một cái căn nhà phố tại thủ đô Hà Nội. Thì cũng nhân dịp Tết đến xuân về thì thay mặt cho toàn thể anh em kiến trúc sư, các kỹ sư của công ty thiết kế nhà đẹp Green, chúc toàn bộ các quý khán giả trong toàn quốc giải đất hình chữ F Việt Nam và tất cả các quý khán giả là người Việt Nam đang lao động ở nước ngoài luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công nữa trong cuộc sống. Thì trong video ngày hôm nay thì Phạm Văn Tuân rất là vui mừng chia sẻ các bạn một cái căn nhà phố, khách hàng đó là anh Sơn ở thủ đô Hà Nội, và cái việc đất ở thủ đô Hà Nội càng ngày càng khan hiếm và hạn hẹp, nhưng mà chiều sâu nhà thì cũng chỉ được có 12 mét, thì tổng cái diện tích xây dựng một sàn là 36 mét vuông. Thì với những căn nhà phố nhỏ hẹp như thế này thì phải cần đến những bàn tay của kiến trúc sư nhà đẹp Green và đội ngũ kiến trúc sư nhà đẹp Green làm sao để tạo ra cái không gian nhà nó thông thoáng nhất và nó vẫn đảm bảo được cái sự tiện nghi trong ngôi nhà, thì điều này là điều quan trọng. Và trong hôm nay thì tôi hân hoan chia sẻ các bạn bộ hồ sơ này. Thì trước khi để các bạn đến với bộ hồ sơ này thì mời các bạn xem một đoạn video ngắn giới thiệu về đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Cảm ơn tất cả các quý cô bác, các anh chị trong toàn quốc và các bạn đang lao động ở nước ngoài đã lắng nghe một đoạn video chia sẻ về các hoạt động của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green trong suốt cái hành trình tư vấn thiết kế các cái công trình nhà đẹp. Và hôm nay thì các bạn sẽ quan sát phía bên tay phải màn hình, tôi sẽ chia sẻ một bộ hồ sơ nhà phố, nhà đặc thù tại thủ đô Hà Nội. Kích thước mặt tiền là 3 mét, chiều sâu nhà 12 mét, thì các bạn cùng tôi sẽ khám phá bộ hồ sơ này nhé. Thì các bạn quan sát phía bên màn hình phía bên tay phải tôi sẽ phân tích cho các bạn. Thì đây là cái phần mặt tiền của công trình. Thì với công trình nhà phố thì cái mặt tiền chỉ có 3 mét thôi, nó rất là nhỏ như thế này. Thì để làm sao để cho nó nổi bật và nó đẹp ở giữa toàn bộ cái không gian của tất cả những tòa nhà xung quanh, thì điều này là điều cũng là một điều phải cần đến cái bàn tay, cái khối óc của kiến trúc sư. Thì chúng tôi cũng thiết kế cái mặt tiền này theo cái chủ đạo ở phần phía dưới, hầu như là cửa cũng chiếm hết rồi, thì sử dụng cái gạch ốp truyền thống, gạch đỏ thẻ để tạo một cái gì đó hơi hướng truyền thống một chút. Nhưng bắt đầu từ cái tầng 1 trở lên thì chúng tôi sẽ thiết kế theo các cái gam màu, nó theo cái tuổi trẻ, theo cái phong cách của anh Sơn. Thì ở đây thì các bạn quan sát ở phía này thì chúng tôi sẽ lấy cái gam màu chủ đạo ở đây là một cái đải màu vàng từ dưới lên tận trên. Thì đây là cái điểm nhấn đặc biệt của không gian nhà và cũng là một điều gửi gắm niềm tin cho đến chủ nhà, đó là cái việc kinh doanh của gia đình càng ngày càng thịnh vượng và làm ăn càng ngày càng phát điện càng ngày càng phát đạt. Đấy, kinh doanh tấn tới trong năm 2021 thì đây là cái đải màu vàng mà chúng tôi muốn tạo cái điểm nhấn xuyên suốt trong cái không gian nhà ở phía trước trên. Và ở đây thì cái phần tiếp theo là những cái ô kính, thì tận dụng tối đa cái khoảng không gian và lấy ánh sáng, thì chúng tôi cũng sử dụng đều là ô kính hết. Đây các bạn nhìn, đây là kính hết, đây là ô kính hết các bạn này. Đấy, kính trắng hết. Và ở đây chúng tôi có cái kính nhỏ đây. Đấy, thì giờ các bạn sẽ quan sát cái không gian mặt bằng nhé. Thì ở đây thì các bạn nhìn cái không gian mặt bằng là tầng phía dưới ở đây chúng ta chỉ có 3 mét thôi, nó rất là nhỏ. Đấy, ok, 3 mét. Thì các bạn nhìn này, ở đây thì chúng ta sẽ vào không gian, chúng ta lùi lại một chút để có không gian, sau đó chúng ta sẽ vào có vị trí đứng để các bạn vào cửa, thì khu vực phòng khách. Phòng khách ở đây nó chỉ được có 10 mét vuông thôi các bạn ạ, 10 mét vuông, nhưng ở đây chúng ta sẽ có một cái không gian đệm, nghĩa là cái không gian mở của phòng khách này. Đấy, đây là cái không gian đệm đấy, cho nên chúng ta nhìn cảm giác nó cũng vẫn được rộng. Tiếp theo phòng khách là chúng ta đến khu vực phòng bếp. Phòng bếp thì cũng không được rộng lắm đâu các bạn ạ, có 11 mét vuông thôi. Phòng bếp mới lại không gian phòng khách thì có một cái không gian đệm ở đây,
sự kết nối giao thoa giữa hai phòng này bởi một cái không gian đệm này, cho nên các bạn vào nhà có cảm giác là không gian nhà được thoáng, được rộng rãi là rất là nhiều. Nó không bởi ngăn cách, chúng ta vào cũng phải nhìn được không gian phòng bếp, từ khách nhìn phòng bếp và cái không gian đệm này. Thì đây là một cái để chúng tôi tạo ra điểm nhấn, vì tổng cái diện tích mặt tiền của chúng ta chỉ có 30, tổng không gian nhà chúng ta có 30 mét vuông thôi, mà xây tường vào nữa rồi nó chỉ còn đâu đó khoảng hai mấy mét vuông, 28 hay 7 hay 8 mét vuông thôi. Thì chúng tôi phải tạo ra cái không gian đệm như vậy. Và ở đây thì sẽ bắt buộc, cái này là điều chúng ta không phải mong muốn, phải bắt buộc thôi. Vì bây giờ chúng ta cái đất Hà Nội nó nhỏ hẹp, có được tiền mà mua được đất Hà Nội là cũng thuộc dạng giàu có rồi, chứ chưa nói là cái việc chúng ta xây nhà đấy. Chứ các bạn lấy cái số tiền mua ở Hà Nội này mà chúng ta về quê thì các bạn có thể mua rất là rộng rãi. Nhưng đây chúng ta mua được mảnh đất như vậy đã là hạnh phúc. Thì chúng ta sẽ cái không gian nhà vệ sinh thì tôi cũng phải tính sát vào cái không gian dưới cầu thang các bạn nhé. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến cái mô hình ở đây, các cái vị trí mô hình 3D đây. Đó, mình sẽ zoom nhỏ lại để cho các bạn nhìn mô hình 3D. Thế thì đây các bạn quan sát mô hình 3D đây. Đấy, đây thì chúng tôi cũng tính toán được một bậc vào chút này. Đấy, đây là khu vực phòng khách này, phòng khách này. Đấy, cầu thang thì chúng ta sẽ đi từ đây, đi chéo đây. Đấy, không gian phòng bếp đây, phòng bếp đây, cửa vào nhà vệ sinh đây, khu đặt tủ lạnh đây, tận dụng tối đa không gian các bạn. Đó, rồi chúng ta sẽ lên tầng trên. Thế thì ở đây chúng tôi có thiết kế đó là lệch tầng, lệch tầng để chúng ta tạo được cái không gian nó mở. Vì cái không gian nhà hẹp có 3 mét thì các bạn phải tạo không gian lệch tầng, thì cái tầng dưới nó sẽ cao lên. Đấy, để chúng ta sẽ đi lên trên này thì các bạn đi các bậc, chúng ta đi từ dưới nhà đi lên đây thì các bạn sẽ đến cái khu vực này là khu vực phòng khách. Đấy, phòng khách lệch tầng đây. Đấy, thì phòng khách của chúng ta đấy, sẽ có 11 mét vuông. Phòng khách của chúng ta diện tích là 11 mét vuông, thì các bạn nhìn lên trên này đây phòng khách. Sau đó tiếp tục thì các bạn bước lệch tầng lên đây 5 bậc thì chúng ta sẽ đi vào đây là khu vực phòng ngủ với phòng vệ sinh khép kín. Thế thì phòng ngủ ở đây thì chúng ta cũng không được rộng lắm, chỉ được 11 mét vuông thôi. Đấy, cộng với phòng tắm nhà vệ sinh khép kín bên trong này thì các bạn nhìn là chúng tôi cũng tận dụng tối đa cái không gian làm sao nó tốt nhất. Đấy, thì ở cái tầng lệch tầng này thì các bạn sẽ có một phòng ngủ đầu tiên. Tiếp tục các bạn sẽ đến cái không gian lệch tầng tiếp theo. Ở cái không gian lệch tầng tiếp theo này thì các bạn nhìn chúng ta sẽ đi từ dưới các bạn đi lên đây, thì ở trên phòng khách này sẽ là một phòng ngủ. Đấy, tiếp tục các bạn bước lên đây, chúng ta đi vào đây thì lại đến một cái phòng vệ sinh chung, và trong này có phòng ngủ nữa. Thế là chúng ta sẽ đến với ba phòng ngủ các bạn nhé. Thì diện tích thì các bạn chỉ đâu đó đây, cái này 11, cái này nó bớt lại làm không gian phòng vệ sinh thì cái phòng ngủ này chỉ còn có 9 mét vuông rồi các bạn, cũng không được rộng. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ lên trên tầng trên. Tầng trên đây thì đơn vị chúng tôi sẽ thiết kế cho các bạn quan sát là chúng ta sẽ đi từ bậc lên đây, lên đây thì chúng ta sẽ vào không gian phòng thờ, và đi tiếp lên trên này thì các bạn sẽ có vị trí đặt máy giặt và cái phần ban công để các bạn phơi đồ. Ở đây chúng ta có cái chậu rửa tay, có thể rửa hoa quả ở đây trước khi vào xuống thắp hương, để chúng tôi tính toán rất là kỹ và tỉ mỉ cho gia đình. Đây là cái phần tầng áp mái phía trên. Ở khu vực áp mái này thì chúng tôi cũng lấy khu vực ánh sáng, đây là không gian để lấy ánh sáng đưa vào, đây là ánh sáng đưa vào nhà. Đấy, thì các bạn nhìn ánh sáng này là khu vực của cầu thang, ánh sáng này là lỗ thăm thoát, để chúng ta thấy là tách nước ở đây đặt vị trí cao nhất để tạo áp lực. Đây là thái năng dương ở phía dưới này, để các bạn nhìn chúng tôi cũng tính toán rất là cụ thể. Còn đây là chiều cao vị trí các tầng và cái không gian 3D cho các bạn nhìn. Đây thì các bạn nhìn cái góc view như thế này thì các bạn nhìn thấy được toàn cảnh không gian nhà. Cứ 2D thì có 3D, thì một bên phía tay trái các bạn đó là cái hình 2D, còn phía bên tay phải các bạn là hình 2D. Nó rất là tường minh, rất là chi tiết. Đấy, các bạn nhìn đây là phần mặt cắt này. Và tiếp theo đây là mặt cắt 3D này. Các bạn nhìn này. Đấy, thì các bạn nhìn rất là rõ ràng, rất là tỉ mỉ, rất là đầy đủ luôn. Đấy, các bạn cứ 2D thì có 3D các bạn nhé. Thì đối với cái không gian nhà phố như thế này thì chúng ta sẽ không tránh khỏi cái sự chật chội, sự làm sao tối giản nhất. Thì cái điều này các kiến trúc sư nhà đẹp Green sẽ tính toán cho các bạn. Thì các bạn đặt đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green thiết kế để các bạn quan sát
rất là đầy đủ, rất là tường minh. Thì vừa rồi mình đã chia sẻ nhanh cho các bạn về cái bộ hồ sơ này. Thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green đã thiết kế cho anh Sơn ở thủ đô Hà Nội. Cũng qua video này, kính chúc anh và đại gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống. Những căn nhà phố nhỏ và chật hẹp như này thì các bạn phải có những bàn tay của kiến trúc sư để các bạn có cái góc nhìn tốt nhất về quá trình thi công xây dựng một căn nhà phố như thế nào. Qua video này, chúc toàn thể các quý khán giả trên toàn quốc và các bạn đang trẻ đang lao động nước ngoài giữ gìn sức khỏe để năm 2021 để chúng ta mạnh khỏe, thành công, hạnh phúc. Rồi, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.